Cái phòng ngủ ở đây thì chắc lực là làm chỉ có là 2m rưỡi được các bác ạ, mỗi phòng ấy. Cái phòng là 2m rưỡi. Thì sau này để ông gọi là đặt được một cái giường này, một cái tủ rồi cũng rất là thoải mái rồi ông ạ. Cái này có nhiều loại cây hả ông? Vâng, có nhiều loại cây. Cái này mà đi theo ông mà suốt thế này thì có khi là hành được nghề bài thuốc này nhỉ? Vâng. Đây rất nhiều thuốc à. Cái này là mang về phơi khô hả ông? Ừ, phơi khô thôi. Xin chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục xuống nhà của hai ông cháu cập nhật cái tiến độ làm nhà của hai ông cháu là nhanh hay là chậm, và đã đi tới công đoạn nào, đi đến tới bước đoạn, đi đến tới giai đoạn nào rồi cô bác nhé. Hôm nay thì cháu Lực xuống đây thì là không có mấy anh em nội thợ. Hôm qua thì mấy anh em đội thợ cũng nói với cháu Lực rằng là mấy anh em đội thợ là hôm nay là mấy anh em đội thợ xin phép là nghỉ một hôm cô bác ạ. Và đúng cái hôm mà mấy anh em đội thợ nghỉ thì là trời mưa đến tận là vừa rồi cháu Lực xuống thì mới bắt đầu là có nắng xuống một chút cô bác ạ. Ở video trước thì các bác cũng đã theo dõi được rằng là mấy anh em đội thợ hiện tại đã hoàn thành cái phần móng rồi và xây lên một chút là hàng gạch rồi cô bác. Tuy nhiên là ở phần này này cô bác này, ở cái phần này thì sau khi mà cháu Lực đăng tải thước phim lên thì cũng có một số các bác nói rằng là phải đào các bác. Thì chắc chắn là chỗ này là cháu Lực sẽ phải đào rồi. Nếu mà bây giờ không đào thì là sẽ chắt rất là khó, và chỗ này nó rất là hẹp rồi. Đâu đó chỗ này độ tầm là 50 phân nữa thôi. Còn ở phần này là không phải là đất của ông các bác ạ. Thành ra là đào thì nó hơi khó. Chắc là phải nói lại với lại ông để mà xem là xin được đổi đất không, để mà đào cái phần này xuống để làm sao mà vừa có đường đi này, chỗ này lại vừa rộng thêm một chút. Này thì là chỗ này là sau này sẽ phải là đào hết cả cái này xuống rồi, tại vì là nó bị sạt vào trong rồi các bác. Cái này là nó thuộc dạng là cái đất cát đấy, cho nên là cái tỷ lệ mà nó bị mưa dài ngày thế này bị sạt là rất là cao. Và sau đó thì là mấy hôm nữa thợ sẽ lấp cái phần này lên này các bác này, để cho nó cao lên, để cho nó cao lên thì sẽ tận dụng lại cái đất này để mà lấp xuống. Hôm nay xuống này thì không thấy là mấy anh em thợ là đi làm cả. Ở đầu video thì cháu Lực còn nói rồi, mấy anh em thợ là xin nghỉ và xuống thì không có nhìn thấy là hai ông cháu đâu cả. Thử đi ra phía bên kia là xem ông không. Thử điện cho ông xem là ông đang ở đâu đó. Vẻ như là điện thoại của ông là gọi không có được cô bác ạ. Một tí nữa gặp ông thì cháu Lực xé lại ghi hình sâu được cô bác ạ. Bây giờ ấy, vừa rồi thì cũng có mua là một chút bánh rán xuống để cho hai ông cháu ăn. Có lẽ là bây giờ là sẽ là phải để đây đó. Ở đây một lúc rồi vẫn chưa thấy là hai ông cháu cả. Ở dưới kia thì là trâu của ông thì là để đây, thấy là có một bó cỏ nữa, chắc là đi lấy rau lợn sao ấy. Thử ra phía bên này xem là có ông ở bên này không. Ở đây thì là những cái tấm ván gỗ này cô bác này. Thì bây giờ là sau này mấy anh em thợ là chỉ có là tận dụng lại để mà làm cái phần cái phần là dàn giáo thôi. Chỗ này thì ông có vẻ như là vừa mới dọn lại các bác này, rất là sạch sẽ này. Anh có nhìn thấy là hai ông cháu đâu không anh? Đi ra bên kia à? À, thì thấy Mạnh ở đây rồi. Mày đi đâu về ấy? Ăn cái gì đây? Hả? Mạnh đi đâu về? Đi. Đi kia? Ông đâu rồi? Kia. Ông ở trên kia? Thế đi được, đi xem ông nào.
sẽ bảo ông làm gì ở đấy đâu. Mạnh thì là ngày mai thì là đi vào lớp 1 học rồi cô bác ạ. Nào, đi đi từ từ thôi nha Mạnh nhá. Đi từ thôi. Nào mày ơi, từ từ ra đây. Mày ơi. Mày ra đây. Đấy. Bây giờ phải làm gì nhỉ? Con chào các ông các bà. Ồ, thế hôm nay là thợ không đi xây nhà cho Mạnh à? Không. Hôm nay mấy anh em thợ đi đâu Mạnh có biết không? Không. Không biết à? Không. Mạnh sắp đi học chưa? Sắp đi rồi. Sắp đi học rồi à? Không. Thế là hôm nào đi học? Thứ mấy đi học? Ngày kia. Ngày kia đi học à? Thế ông của Mạnh thì đi đâu rồi? Lên trên làm gì ấy? Hả? Lấy thuốc. Lấy thuốc gì ấy? Thì đi xem nào. Mạnh vừa bảo là ông lên trên lấy thuốc, của bác không biết là lấy thuốc gì ở thế này đây. Thử đi xem nào. Hãy. Đó, ngồi đi. Đi. Chiu. Chiu. À. Không lấy cỏ à? Hả? Đi tìm thuốc gì không? Ông đi tìm thuốc gì á? Thuốc mắt tim. Thuốc mắt tim á? Vâng. Thuốc mắt tim đây. Đi tận đâu lấy không? Thì lấy được rồi. À. Này á? Vâng. Cái này là thuốc mắt gan mắt tim hả ông? Vâng. Ồ. Sắp được chưa ông? Sắp được rồi. Sắp được à? Bây giờ đi tận đâu để lấy nữa không? Cái chia này có cây này cũng phải cây thuốc ấy. Rồi, thế được nào Mạnh. Đi cây. Dạ cho ông để đi lấy được. Ông đây lâu chưa? Lâu rồi. Vậy ông gửi một lời chào tới các bà nào. Rồi, chào các bác các chị nhá. Đi tận đâu nữa ông bây giờ ấy? Ngay đây rồi. À đây à? Nay ai chỉ cho ông đi lấy ấy? Hả? Nay ai chỉ cho ông đi lấy ấy? Ông biết chứ cái con cháu chia đây lấy về cho nó bảo đấy tận Hà Nội về. À. Xin nó về một cây. Ờ. Cho ở đây đấy, cái này đấy. Thế là cái này là lấy chồng à ông? Vâng, lấy chồng chứ. Ừ. Cháu chia nó bảo tới trên Hà Nội về chồng. Vâng. Thế ông xin nó mặt cây về chồng, nó mở lên thuốc. À, vâng. Mắt tim. Ông mới lấy đi. Mặt cây là lấy cả lá chứ ông hay là lấy nguyên cây thôi? Lấy cả lá một tí nữa. Lấy cả lá một tí nữa. Vâng. Cả lá này cũng lấy hết hả ông? Ừ, lấy một nửa. Làm thuốc thì... Làm thuốc to. Mày là ăn cái gì đây? Chua đấy nhỉ cái này. Dạ. Yeah. Cái dây này không? Ừ. Yeah. Đây, cái tổ kéo hộ cho, kéo ra đây. Rồi không? Ôi, cây này có vẻ như là như kiểu xương ấy nhỉ? Rồi. Yeah. Bè bè nó cứ thế đấy. Đúng rồi, đúng rồi thôi. Cái này có nhiều loại cây hả ông? Vâng, có nhiều loại cây. Cái này mà đi theo ông mà suốt như này thì có khi là hành được nghề bài thuốc này nhỉ? Vâng. Đây rất nhiều thuốc à. Cái này là mang về phơi khô hả ông? Ừ, phơi khô thôi. Cái này nhưng mà ông lấy về uống hay là có ai đặt chưa? Họ đặt lấy đi. Họ đặt lấy á? Vâng. À.
Đây, cháu đút cho, cháu đưa vào đây cho. Đây, đủ đủ hết cho ông bây giờ ấy. Đủ hết chưa ông? Đủ rồi. Đủ rồi à? Ôi, dưới này dòng suối này, cái suối to đấy ông nhỉ, dưới này. Suối to lắm. Thế là mỗi lần đi kiếm thuốc là ông đi vào trong rừng này đấy à? Vâng, sau lần trong rừng về trong suối này lên. Có. Thế là chỗ này nó ở hay ở cái suối này không? Vâng. Ừ, cái suối cho chỗ dốc chỗ nguy hiểm quá đấy. Nguy hiểm quá à? Vâng. Ê, vừa rồi thì là chỗ nào mà nguy hiểm quá là ông là bảo chỗ được là không có đi nữa. Nếu như mà cái nghề hái thuốc của ông thì ra là chỗ được không có ông, theo ông là nhiều, sợ là theo ông là nghĩ ngại thì là theo bác lại giết loại cây đấy hết rồi. Ông ra đây lâu chưa? Hả? Ông ra đây lâu chưa? Về gần tiếng rồi. Gần một tiếng rồi á? Vâng. Tức là vừa rồi ông này đi tận trên rừng kia này à? Vâng. Người ta đặt bao nhiêu cân ông? Hả? Người ta đặt bao nhiêu cân? Vâng. Bao nhiêu thì 3-4 cân nó lấy, 1 yến nó lấy. Thế là có bao nhiêu người ta lấy bao nhiêu à? Hả? Ừ. Có bao nhiêu người ta lấy bao nhiêu à? Vâng, cái thời gian này ông không được đi tìm. Vâng. Trời mưa nhiều quá thì... Vâng. Trước cháu không biết là ông biết lấy thuốc mát gan này ấy. Vâng. Thế này lấy về là xác được uống được luôn chứ không? Vâng, có lấy đi... Họ băm xong là phơi khô. Khô là lên nước sôi lại. Uống rồi. Vâng. Ôi, nhà ông có buồn chuối này sắp ăn đường đấy không nhỉ? Vâng, sắp ăn đường. Buồn chuối tiêu á? Tiêu. Gì đấy? Con gì đấy mày? Ừ. Đã chảy với mèng. Cái này có lấy rửa qua nữa không không? Rửa một tí. Cái này lấy rửa á? Một tí này lấy cái thớt về băm. À. Cái tí ông là lấy thớt về băm luôn à? Vâng. Hôm nọ ông đã lấy được để đâu? Hả? Nó ông lấy được để đâu? Để bên kia. Để kia. Chai đấy chai gì đâu? Hết bật ông. Ta xem nào. Ôi, nhưng mà ông lấy được ít thế. Ít rồi đó. Có ở hàng đá không lấy được nhiều. Hàng đá không lấy được nhiều á? Vâng. Cái tổ đấy tổ to không ông? Tổ bé thôi. Bé à? Mình bé mới lấy được thế này. Vâng. Cái này vâng. Là, này là một tí là ông băm phơi khô luôn à? Vâng. Ui, chỗ này là có gai đấy nhở? Vâng, có gai. Thế gai thì chỉ bóc gai. À. Thế này thì cây thuốc thì mới có gai đấy không nhỉ? Vâng. Thuốc à. Có gai. Thêm một tí nữa thì xem là ông phơi như thế nào cũng á. Vừa rồi thì ông có bảo là đi lấy được một chút về rồi. Ủa, mẹ nó tróc này. Đấy, hôm nọ ông có lấy này về tí. À, đây không? Ừ, đây đấy. Cái này á? Vâng. Cái này là cây lá mát gan à? Vâng. Lá mát gan. Cái này như kiểu là mình bị nóng trong người là uống loại này không? Vâng. Cái này là người ta đặt hết rồi không? Vâng. Thế là ông bây giờ ở nhà nếu mà không có gì để làm ấy, ông cứ lấy về đi. Vâng. Này ông hôm nay ông có sắc một tí nào không? Hả? Ông có đi sắc một tí nào không để lấy về uống được nào? Hử? Sắc kia mà. Thôi kia. Vâng, kia. Ông lấy về. À, thế ông lấy về một xem nào. Vâng. Để uống này nè, thật sự ra thì cái lá mát gan này của bác này thì cháu được cũng nghe kể rồi chứ chưa uống. Cái này là cái gì đây mày? Mở đâu à? Thế là lấy cùng ông đi lấy về à? Lấy, thử lấy chén ra đây là đổi thôi nào. Lấy chén đổi ra thôi nào. Ôi ôi. Vừa rồi chú mua bánh ra kia, lấy bánh chấm ăn không? Đây này, thử
Thử chấm, chấm cái thử mật ong của ông này. Chú đổ ở đây con mày nhá. Mày ngồi đây, ngồi đây, ngồi lên trên này này. Ồ, cái này là ông chắc đi lấy được cả một ít từ của bác thế này đấy. Ngồi đây, ngồi đây để chấm ăn nào. Ngồi đây này, ngồi ra bên này này. Đi để ông ngồi ra bên đấy. Ôi, mất xíu. Chết rồi con mẹ. Vâng. Nước đỏ đỏ đấy. À, nước đỏ á. Có bát để uống không? Hay là có bát không? À lợi, đây này. Mày ra kia lấy cốc về đi. Cốc về. Thầy cốc vậy. Đây là bàn nhiều cốc vậy. À, cái này không? Cho xem nào. Ui, thế phải đun sôi lên nào? Đun sôi. À. Nóng ấy. Đây là trước lúc ông đi là ông đun một cái để đấy rồi à? Vâng. Cái chỗ này là người ta đặt hết rồi ông? Cả buổi tối chỗ này, chỗ ông lấy về á? Vâng. Cái chén vậy. Ông đi lấy mật ong này không có đồ bảo hộ gì à? Hả? Ông đi lấy cái này không có đồ bảo hộ gì à? Không có gì. Không có gì á? À? Thế cứ thế mà lấy rồi à? Cứ gặp thế thì lấy. Vừa rồi cháu mua ít bánh xuống cái này ông này. Vâng. Thì, để chấm cái này ăn được không? Vâng. Không được ăn được. Để chấm này nhá. Nào mạnh đây. Ui, mật ong này đặc quá rồi các bác này. Có ít thôi chứ cháu miệng nó. À. Biết say đấy ông nhỉ? Biết say. Đây. Cái mật ong này nó có lấy cái thứ gì, cái gì về nó nhiều lắm thì à. Chấm ăn. Con cháu này, con nhỏ nó không ăn được. Cái mật ong này thì là nó cũng công dụng rất là tốt. Nếu mà lúc nào ông đi lấy được về nhiều ấy thì là bảo cháu nhá. Vâng. Bảo cháu để cháu đem đi bán được không? Vâng. Còn cái thuốc này là loại mát gan phải không? Vâng. Vâng. Chấm nước để uống một chén thêm. Ông cháu thử một chén nữa nào. Nước nó đỏ đỏ ông uống này. Ừ, đỏ đỏ tí. Vậy đỏ bọn em cháu mèng cái mèng này. À, đỏ bằng mật ong ấy ông nhỉ? Mật ong ấy. Này nó có đắng không? Đó, đúng rồi. Uống cảm giác như là mát ông ạ. Vâng, nhưng mà mát, cái này là phải để nguội. Vâng, để nguội. Nóng quá. Còn nóng. Cái thuốc này chỉ là uống đi nhạt nhạt tí rồi nó phải thuốc. Cái này là uống là thay nước hàng ngày để mình uống không? Vâng. Cái lá cây mát gan này cô bác này, số lượng tìm hiểu trên mạng thì có công dụng là mát gan này, lợi mật này, giải độc này, an thần này, giúp làm tiêu hóa tốt này, chứa viên gan này, sơ gan này, men gan cao này, gan nhiễm mỡ này. Thì cách dùng là ông bảo với cháu Lực là đun nước uống hàng ngày. Thế cái này thì người ta đặt nhiều nhất là bao nhiêu ông? Thế là 20 cân. 20 cân á? Vâng. Thế trước mà cháu xuống thì ông không bảo với cháu là ông biết lấy thuốc mát gan này. Vâng. Mà không bảo thì không có ai đặt, không ai lấy thì không kịp đâu. Mày như uống tí mật ong vào mặt ngay hả ra? Biết nha, mật ong này nó có thuốc đấy. Cái ông này là ông ở trong gốc cây hả ông? Vâng. Ông gốc cây. Cảm giác như là dạ, nó hơi dạ. Chát chát một chút của bác ạ. À, chát vừa mát nữa nhỉ. Cái này rất là thích hợp với lại là ai uống, là ai bị nóng gan đấy. Ôi dồi, sao nhiều đấy ông? Đó. Sao nhiều đấy? Nhiều. Đây là ông lấy về à? Vâng. À, thằng nào cháu mèo biết rồi. Thằng nào mạnh mới biết chỗ để mà lấy về đấy cô bác. Hôm nay thì có người ta lấy chưa? Vâng, cái này bảo lấy mà ông bảo không bán nữa. Ông bảo không bán á? Vâng.
Lúc nào mà ông ngâm thuốc này. À. Lúc nào mà ông lại lấy được về nhiều thì ông bảo với cháu nhá. Vâng. Lúc nào mà ông lấy được về nhiều thì ông bảo với cháu nhá. Vâng. Rồi sau người ta đặt thì ông cứ bảo là để lại cho cháu nhá. Vâng. Thế thì ba tháng mới nghỉ một lần. À. Cái này là một tổ hay là bao nhiêu tổ ông? Hai chai này. Thì một tổ ấy. Hai chai này là một tổ à? Vâng. Được nhiều. Ừ. Nó mùa này nó không có hò màu cái gì thì nó có ít rồi. Này nếu như mà có cô bác anh chị nào mà quan tâm tới một ông của hai ông cháu đấy thì có để là điện thoại cháu Lực để hỏi cháu Lực là lúc nào bảo ông đi kiếm được ấy thì để lại cho các bác. À, một ông của hai ông cháu đi lấy được về thì là một ông nguyên chất rất là tốt, mình để mà làm thuốc thì rất là thích hợp các bác ạ. Một ông này thì có công dụng là chữa ho này, chữa rất là nhiều và dành được cho cả là phụ nữ mà mang thai nữa. Ông cho cháu xin một cốc nữa. Vâng. Cái này uống cảm giác như nó nhạt không nhỉ? Vâng, nhạt. Nhạt chất một tí. Đây là ông hay đun cho mấy anh em thợ để uống à? Vâng, em thử uống chưa được uống. À, thế chưa được uống à? Vâng. Đây còn nó nghỉ, sáng nay nó trời mới to. À. Thế những cái số thuốc này là người ta đặt hết rồi không? Vâng. Nếu bây giờ ông lấy thuốc này xong rồi bán, nếu mà gửi đi thì nếu mà có các bác nào trên kênh thì bảo lấy thì là cháu bảo ông lấy nhá. Vâng. Cháu bảo ông lấy cho ông phơi khô lên cho cháu. Vâng. Ông có lấy giờ lấy mòn luôn. Vâng. Đi hái này cũng nguy hiểm đấy ông nhỉ, đi hái thuốc này. Vâng. Còn đi cho là chú đi khó lắm, đường đi. Nếu như có các cô bác ủng hộ mà nhiều đấy cô bác thì có thể là bảo ông đi hái về xong là cho được để lên trên kênh cho các bác mua, xong là có thể là bảo ông là dùng cái tiền đấy để mà sau này nếu kinh phí làm nhạc không đủ ấy, thì có thể là dùng tiền đấy để mà góp vào làm. Vâng. Hôm trước đợt mà xuống thì ông không có bảo với cháu. Vâng. Ông biết hái thuốc này. Không biết rồi. Cái này là trước kia là có ai chỉ ông không? Hả? Trước kia là có ai chỉ ông không? Trước kia có một ông nó chỉ cho bảo cái này mới là làm nấu uống thì thuốc mất gan. À. Thằng ông mới đi tìm. Ờ, ai không đặt lấy thì ông chở đi tìm. À. Thế là có ai đặt lấy thì ông mới đi tìm. Ừ. À, nóng. Cái này là phơi ở ngoài nắng cho ông cái này. Ừ, phơi nắng cho khô. Cái này phơi được mấy hôm rồi không? Ừ. Như vậy. Trời nắng to thì 2-3 ngày, 3-4 ngày rồi. À. Đây, cái này cho được xem lại thêm một lần nữa này các bác này. Cái này thì là cái này thì không biết là thuốc gì cho nên là không hỏi ông nữa các bác. Hỏi thì ông sẽ không có muốn trả lời đâu. Đây là toàn là những cái lá mắt gan thôi. Này là cháu nhìn thấy là sơ là có 4-5 loại đấy ông nhỉ, cái này ấy. Vâng. 4-5 loại cây đấy. 4-5 loại. Cái này có bao nhiêu loại không? 3-4 loại đấy. 3-4 loại à? Ừ. Đấy, cái này là có người đặt hết rồi đúng không? Vâng. Có người đặt hết thì thôi, nếu mà lần sau mà các bác ủng hộ thì cháu Lực bảo ông là đi lấy về. Cảm giác như nó hơi khen hay đắng một chút của bác nhưng uống rất là thích. Bây giờ phải để đây cho nó nguội một tí đã ông ạ. Vâng, nóng. Đây là cũng có người ta lấy hết rồi không? Vâng. Lấy. Cái này có vẻ như là đây là hai tổ khác nhau không nhỉ? Cái này này, cô bác này, cô bác nhìn thấy là một tổ là nó màu là nó nhạt hơn, một tổ là màu đậm hơn. Vâng. Một đâu ông lấy về thì ông cứ để đây cho cháu nhá. Vâng. À, lúc nào cháu đem đi bán hộ ông không? Vâng. Bán hộ ông thì ông đứa phải là đem đi bán nữa. Sáng nay ở đây có mưa to không? Sáng nay mưa to.
Sáng nay mưa to ạ? À? To là ông đang đi chờ. Họ đi xe vào đó, thắp đèn đi sáng nay. Phải thắp đèn đi mà. Sương mù. Mới sáng sớm thì sáng sớm thì sương mù nhiều lắm ấy ông nhỉ? Hai ông cháu mình xuống đây xem mà chỗ này một tí này ông ơi. Vâng. Chỗ này thì có vẻ như là ui ở đây này ông ơi. Ui đây sắp xuất xuống rồi. Đây này. Chỗ này là bị nứt rồi đấy ông ạ. Vâng. Ở dưới thì tạo thành cái hụt rồi. Để đó mai làm. Đấy, mai ông sửa lại ông nhá chỗ này. Vâng. Ừ. Cái Mạnh là còn thích uống đấy, cô bác là Mạnh nhá. Chú biết rồi mẹ ngồi, có biết đông à? Ăn nhiều đó. Cứ say mật ong ấy, lâu lâu thì ông mới đi lấy được một lần đấy ông nhỉ? Vâng. Cái phòng ngủ ở đây thì cháu Lực là làm chỉ có là 2 mét dưới thôi cô bác ạ, mỗi phòng ấy. Mỗi phòng là 2 mét dưới. Thì sau này để ông gọi là đặt được một cái giường này, một cái tủ rồi, cũng rất là thoải mái rồi ông ạ. Vâng. Cháu vẫn thiết kế cho ông là 2 phòng ngủ để sau này nếu mà Lập Mạnh lớn lên hay là bố Mạnh có quay trở lại thì là còn có phòng để mà ngủ nữa. Vâng. Hai ông cháu thì là không cần phải là một cái ngôi nhà mà nó quá là rộng, quá là lớn đâu các bác ạ. Một cái ngôi nhà mà nó vừa cho hai ông cháu ở là được rồi. Vâng. Ấm cúng là được rồi. Bên này thì thế là một cái nhà vệ sinh này. Bây giờ thì có thể là mình đang làm như thế này này, nó rất là nó rất là hẹp nhưng mà sau khi mình chát xong ấy ông ạ, nhà vâng. Rộng lắm. Vâng. Sau khi rộng. Là Mạnh ở đây chơi xuống chơi nào? Đây chơi nào? Chạy luôn mà. Ấy. Ấy. Được con rồi. Cô đu nào? Không phải chơi đu hướng là bộ nó bộ khẩn à. Cái. Cô đu hướng không? Ừ. Đấy, cái nhảy một cái. Xem cái thôi. Chắc là mấy hôm nay trời là không được nắng lắm thì nha là nó khó lên không ạ? Nó không sạch. Ở trong bản đó là đi phía mặt trời á, cái này đi bên mặt trời lần đi. Nhà này là nhà của ai? Có phải nhà của ông với lại Mạnh không? Phải à? Thế ai làm cho? Hả? Các ông các bà vào đi. Rồi. Ông các bà làm cho. Ủa, mới đưa chiếm này ạ, làm cái này. Ghê một cái này. Sân của hai ông cháu thì sau này là cũng không phải là hẹp nữa đâu cô bác ạ, cũng khá là rộng đấy. Nếu mà làm đến tận đây ấy. Vâng. Sau này là chỗ này là còn phải là đất này là phải hạ xuống thấp ấy. Vâng. Hai ông thấp thì nó mới có bậc cầu thang nó lên. Vậy thưa cô bác, mỗi lần ông đi lên trên rừng kiếm được này cô bác này. Chỗ này là đi được bao nhiêu lâu rồi ông? Vâng, đi gần 2-3 tiếng rồi. Đi được gần 2-3 tiếng à? Vâng. Ồ. Đi được gần 2-3 tiếng thì mới kiếm được như thế này à ông? Vâng. À. Rồi nó hiếm có lắm mà. À. Thế là mắt gan rừng này thì là ở chỗ khu ông thì là hiếm hơn à? Vâng. Thế là mỗi lần ông đi là ông đi lên trên rừng già ở phía bên này rừng bên này à ông? Vâng, gần suối to này lên. À, thế là cứ khe đi men theo cái khe này à? Vâng. Này thì là bây giờ ông lấy phơi rồi không? Vâng, lấy phơi. Này có sắc tối rồi. Vâng. Phơi để cái mai phơi tiếp thôi. À. Này trời mưa nó. Cái này là có người đặt trước là ông mới mới đi hái được cô bác ạ. Còn nếu mà không có người đặt là ông không đi hái nữa không? Đây phải may lắm. À. Công việc của nhà hai ông cháu được cô bác ạ. Thì đến thời điểm hiện tại thì cũng đã lên được cái phần là móng nhà rồi. Cũng đã hoàn thiện được đâu đó là cô bác nhìn thấy là phòng ngủ này và phòng khách này. Và nhà vệ sinh nữa cô bác. Đấy, nhìn như thế thì là một cái ngôi nhà mà ở đây thì cháu Lực là nói từ trước rồi cô bác nhé. Trước khi mà cháu Lực làm nhà thì cháu Lực đã nói rồi, ngôi nhà của hai ông cháu là sẽ không có làm cột sắt mà cháu Lực là xây thẳng lên luôn. Đấy, nhưng mà trong đó thì ở cái phần móng cô bác nhé thì cháu Lực lựa chọn là sắt và phi 14 này để rồi, cho nên là phần móng rất là chắc chắn rồi. Và ở đây thì cũng được là hai chị Nguyệt Thúy, hai chị có
đồng hành cùng với cháu Lực là ngôi nhà hai ông cháu là nhiều nhất, cũng tiền đâu đó là cũng bây giờ hiện tại là cháu Lực nhận được của hai chị là cũng gần là hơn 100 triệu rồi đấy. Thì cũng gọi là coi như là hai chị Nguyệt Thúy là mạnh thường quân chính ở trong ngôi nhà của hai ông cháu. Đây, có lẽ là cái video này thì cũng khá là dài rồi. Thì ngày mai là mấy anh em thợ là tiếp tục là công việc là ở dưới này hả ông? Vâng. Và đây, trong quá trình mà làm thì nếu mà cần được cái gì đấy là ông bảo với cháu nhá. Vâng. Và mưa quá thì ông có thể là lấy bạt hôm đó cháu mua về đấy ông. Vâng. Nếu mà thiếu bạt thì là bảo với cháu mua thêm nhá. Vâng. Vâng. Đây, có lẽ là cái video này cũng khá là dài rồi, tôi được cũng xin được là chia sẻ tới đây thôi các bác. Và xin cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở số tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Chào các em, các chị à. Đây, bé Mạnh là còn đi lấy thuốc mắt gan về uống này. Nào, Mạnh chào tạm biệt các bà nào. Mạnh chào tạm biệt các ông các bà. Thế uống nước này thì có đắng không? Đắng. Đắng à? Đắng một tí các bác, hơi the đắng một chút đấy, nhưng mà Mạnh là uống. Xin chào các bác. Thưa các bác, hiện tại thì trước mặt cháu Lực có một số mặt hàng được ông Sò lên trên rừng để khai thác về, thì cho phép cháu Lực được giới thiệu qua một chút cô bác nhá. Đấy cô bác, ở trên tay cháu Lực là lá mắt gan rừng được là ông lên trên rừng để được là ông Sò lên trên rừng để mà khai thác về. Và cái công dụng của lá mắt gan này thì là mắt gan này, lợi mật này, giảm độc này, an thần này, giúp tiêu hóa tốt hơn, chứa viên gan, xơ gan, men gan cao và gan nghiêm mỡ của bác. Cái cách dùng của nó thì mình dùng như thế nào không? Vâng, nước uống hàng ngày. Đúng rồi, nước uống hàng ngày à? Vâng. Đấy, vừa rồi thì là ông cũng đun xác về một chút thì là để cho Lực là cho tất cả các bác là cùng xem này các bác này. Cái sau khi mà xác nước xong thì là màu của nó là màu hơi đỏ đỏ một chút không nhỉ? Vâng. Này không? Cháu mời ông nhé. Uống thì cảm nhận là có hơi một chút là đắng đắng của bác ạ, nhưng mà rất là mát của bác ạ. Đấy, và ở phía trên tay của cháu Lực thì là mật ong rừng này của bác này. Cháu Lực mở cho các bác xem là cái chất lượng mật này của bác nhé. Các bác nghe, các bác cảm nhận nhé. Ôi, gà rất là mạnh. Ông ơi, cháu xin mấy cốc kia nào. Cháu đổ ra cho các bác xem cái mật này. Mật thì là rất là đặc sánh của bác. Màu rất là đẹp này. Mật này thì là rất là thơm của bác ạ, mật đấy. Đấy, tất cả những cái mặt hàng mà cháu Lực đang ở trước mặt cháu Lực hiện tại và cháu Lực bán hộ là ông Sò. Nếu như các bác quan tâm tới thì các bác là liên hệ cháu Lực qua cái số điện thoại là để trên màn hình và cháu Lực tư vấn là kỹ hơn các bác nhé. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Ông có lời nào gửi cho các bác không ông? Ông thì có lời gửi cho các bác các chị từ khi ra thuốc này để mà uống bên nước và uống hàng ngày thôi. Các chị liên quan đến thì nhưng mà ít thì gửi đi cho các chị các em các chị rồi nữa rồi không biết nói nhiều. Xin cảm ơn các chị các bác rồi, xin cảm ơn. Thank you.